Xin kính chào quý vị đang đến với bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Hạt tiêu xuất khẩu tiếp tục ở mức cao. Vé máy bay Tết Nhâm Dần thấp kỷ lục. Du lịch nội địa của Trung Quốc dự kiến sẽ phục hồi lên tới 70% so với trước đại dịch. Thưa quý vị, theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, ước tính giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 12 năm 2021 đạt 4.703 đô la Mỹ mỗi tấn, tăng 1,5% so với tháng 11 năm 2021 và tăng mạnh 69,9% so với tháng 12 năm 2020. Tính chung cả năm 2021, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam ước đạt 3.593 đô la Mỹ mỗi tấn, tăng 55,2% so với cùng kỳ năm 2020. Cục Xuất nhập khẩu dự báo năm 2022, giá xuất khẩu hạt tiêu sẽ tiếp tục giữ ở mức cao, tác động tích cực lên kim ngạch xuất nhập khẩu của cả năm. Theo Bộ Tài chính, trong phiên giao dịch vào chiều 10 tháng 1, đã xuất hiện sự cố mất ổn định tạm thời của hệ thống Gateway, tức là hệ thống trả thông tin thị trường về cho các công ty chứng khoán, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là HOSE. Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu giao Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam chỉ đạo các công ty thành viên khẩn trương báo cáo lãnh đạo Bộ tình hình, làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố trên. Đồng thời, Bộ giao HOSE khẩn trương làm việc với các công ty công nghệ thông tin để áp dụng các biện pháp kỹ thuật, phương án dự phòng nhằm khắc phục triệt để tình trạng nêu trên, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trong phiên giao dịch kế tiếp, khẩn trương nâng cấp, tăng cường năng lực tổng thể của hệ thống giao dịch trong thời gian sớm nhất, đảm bảo đáp ứng được mọi diễn biến của thị trường trong dài hạn. Thưa quý vị, chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán, song lượng vé máy bay vẫn còn rất là nhiều và đa dạng giờ bay cho hành khách lựa chọn. Giá vé cũng ghi nhận ở mức thấp kỷ lục. Cụ thể, chặng bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, giá vé khứ hồi của Vietnam Airlines ở mức xấp xỉ 3,7 triệu đồng, đã bao gồm thuế phí. Với Vietjet, hành khách sẽ chỉ phải trả khoảng 3,1 triệu đồng một vé khứ hồi. Bamboo Airways là khoảng 4,4 triệu đồng cho một cặp vé khứ hồi hạng phổ thông. Trước đó, các hãng hàng không đã xây dựng phương án vận chuyển giai đoạn cao điểm Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 với mức độ tương đương vào dịp cao điểm Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, khoảng 20.000 chuyến bay với hơn 3,6 triệu ghế cung ứng. Thưa quý vị, tỉnh Đồng Tháp có tổng đàn vịt là hơn 7 triệu con, trong đó có từ 70 đến 90% là nuôi vịt lấy trứng, chủ yếu là nuôi vịt cò, nuôi nhiều nhất là huyện Tháp 10, Cao Lãnh, Tam Nông và Thanh Bình. Vịt ở Đồng Tháp nuôi theo mô hình vịt chạy đồng và nuôi vịt rọ. Hàng năm, Đồng Tháp cung cấp cho thị trường hơn 313 triệu trứng. Được biết, giá trứng vịt hiện nay thương lái thu mua tại vùng nuôi từ 1.900 đồng đến 2.000 đồng mỗi trứng. Sau khi trừ các chi phí, mỗi trứng người nuôi lãi từ 700 đồng đến 900 đồng. Tỉnh Đồng Tháp chọn huyện Tháp 10 và Tam Nông làm vùng sản xuất vịt hướng trứng. Các giống vịt của địa phương chủ yếu là các giống vịt TC, cổ cò, chiếm hơn 90% giống vịt này là vịt đẻ trứng. Nuôi theo hình thức chạy đồng, bình quân nuôi vịt chạy đồng cứ 1.000 con mỗi đêm đẻ từ 500 cho đến 700 trứng. Trong tương lai thì tỉnh Đồng Tháp quyết tâm xây dựng thương hiệu vịt Đồng Tháp tầm nhìn chiến lược. Bản tin của chúng tôi sẽ tiếp tục với những thông tin về tiêu dùng, hàng hóa, tiền tệ được cập nhật qua cụm tin vắn sau đây. Tại một số khu chợ ở khu vực Hà Nội, giá nhiều loại hải sản đã giảm mất một nửa so với cùng thời điểm này năm trước và chưa có dấu hiệu tăng trở lại. Giá ốc hương loại to ở mức là 200.000 đồng một ký, cua thịt Cà Mau loại 5 con một ký chỉ 250.000 đồng một ký, mực trứng chỉ 145.000 đồng một ký, tôm sú loại 15 con một ký chỉ có 310.000 đồng một ký. Theo nhiều thương nhân, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhà hàng, quán ăn phải đóng cửa theo từng cấp độ dịch, cùng với việc một số cửa khẩu phía Bắc phải tạm ngừng thông quan, vận chuyển gặp khó khăn, khiến cho tiêu thụ giảm, kéo theo giá nhiều loại hải sản rơi vào tình trạng rất giá mạnh. Gần một tháng nay, ngư dân ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam trúng đậm mùa cá khoai. Sau vài giờ ra khơi, với 1-2 yến cá tươi, ngư dân có thể thu được tiền triệu bởi các chợ, nhà hàng thu mua cá khoai với giá khá cao. Cá khoai được bán cho các chợ, nhà hàng hải sản với giá là từ 80 đến 100.000 đồng mỗi ký. Cá khoai có thân mềm, nấu được nhiều món ăn ngon nhưng mà khó bảo quản. Chính vì thế mà ngay sau khi lên bờ, ngư dân luôn khẩn trương gỡ cá để kịp bán cho thương lái. 3 tấn bơ đông lạnh giống Bút 7 đã được công ty Ưu Đàm xuất khẩu sang Australia cho bán cho người tiêu dùng với giá là 7 đô la Australia mỗi ký, tương đương với 120.000 đồng một ký. Lô hàng này đã được thông quan và các đại lý đã đặt hàng cho bán người tiêu dùng từ ngày 11 tháng 1.
việc xuất khẩu bơ đông lạnh của Ưu Đàm thuộc chương trình xây dựng thương hiệu quả bơ Việt Nam do Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia tổ chức. Hiện nay, Thương vụ Việt Nam tại Australia đang nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu nhiều mặt hàng khác, đặc biệt là các sản vật cùng các vùng miền ở Việt Nam sang thị trường này. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 1, tại một cuộc hội thảo được tổ chức tại Jakarta, Indonesia, Bộ trưởng Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Hayuda Koichi đã công bố sáng kiến đầu tư vào ASEAN, song song với sáng kiến chuyển đổi năng lượng châu Á được công bố hồi năm ngoái. Phản ánh của phóng viên tại địa bàn, mời quý vị cùng theo dõi. Trong bài phát biểu chính sách trình bày tại hội thảo về chủ đề chương trình tiếp theo của Hợp tác Kinh tế ASEAN-Nhật Bản trong kỷ nguyên hậu đại dịch, Bộ trưởng Koichi cho biết, sáng kiến mới sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực gồm chuỗi cung ứng, kết nối, đổi mới kỹ thuật số và nguồn nhân lực. Theo Bộ trưởng Koichi, Nhật Bản đã chi khoảng 300 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ đầu tư 92 công ty tư nhân đa dạng chuỗi cung ứng của mình tại ASEAN. Ngoài ra, Nhật Bản cũng sẽ đầu tư xây dựng chuỗi cung ứng để tạo ra các sản phẩm mới phù hợp với thời đại đang thay đổi như là xe điện và xe chạy bằng hydro. Cùng với khẳng định đầu tư vào kết nối và đổi mới kỹ thuật số, Nhật Bản sẽ tiếp tục đầu tư vào nguồn nhân lực tương lai. Trong 5 năm tới, Nhật Bản sẽ tăng cường hỗ trợ nhằm tạo cơ hội cho 50.000 lao động tay nghề cao châu Á tìm kiếm việc làm trong các công ty của nước này. Chính phủ Thái Lan mới đây đã quyết định cho phép 3 tỉnh nổi tiếng về du lịch tại miền Nam của nước này được đón khách từ nước ngoài đến bằng đường hàng không theo mô hình tương tự như là hộp cát Phuket. Theo quyết định này, du khách có thể tới 3 hòn đảo là Koh Tao, Koh Phangan và Koh Samui ở tỉnh Surat Thani và toàn bộ 2 tỉnh Prabi và Phan Nga từ ngày 11 tháng 1 với điều kiện tuân thủ quy trình tương tự như là hộp cát Phuket. Đó là xét nghiệm RT-PCR khi đến nơi và xét nghiệm lần 2 vào ngày thứ 5 và thứ 6. Thủ đô Bangkok và thành phố biển Pattaya đã không được đưa vào danh sách trong đợt này. Việc đưa thêm 3 tỉnh nói trên vào mô hình hộp cát là nỗ lực nhằm giữ cho ngành du lịch vốn đang ốm yếu tiếp tục hồi phục trong bối cảnh Thái Lan một mặt vừa cố gắng kiểm soát dịch Covid-19, mặt khác muốn thúc đẩy hồi phục kinh tế trở lại. Trước đó, chương trình Test and Go dành cho du khách đến bằng đường hàng không vốn chỉ yêu cầu cách ly một đêm tại khách sạn đã bị cơ quan chức năng đình chỉ từ ngày 22 tháng 12. Còn tại Trung Quốc, du lịch nội địa của nước này trong năm nay dự kiến sẽ phục hồi lên tới 70% so với mức trước đại dịch và số chuyến du lịch nội địa tăng 16% so với năm ngoái. Đây là nhận định được đưa ra trong một báo cáo của ngành du lịch Trung Quốc và sẽ được nhóm phóng viên tại địa bàn đưa tin ngay sau đây. Theo báo cáo của Học viện Du lịch Trung Quốc, trong năm nay, lượng du khách nội địa và quốc tế ở Trung Quốc dự kiến sẽ tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, bằng với mức tăng của năm 2019. Với các mức tăng này, tổng doanh thu du lịch nội địa của Trung Quốc có thể đạt 3,8 ngàn tỷ nhân dân tệ, tương đương với 600 tỷ đô la Mỹ, tăng 27% so với năm ngoái. Ngoài ra, nếu đại dịch Covid-19 được kiểm soát hoàn toàn trong năm nay, thị trường du lịch nước ngoài có thể phục hồi và các quốc gia Đông Nam Á và châu Âu sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu đối với khách du lịch Trung Quốc. Cũng theo nghiên cứu của Học viện Du lịch Trung Quốc, năm 2021, lượng khách du lịch nội địa của nước này dự kiến đạt 3,431 tỷ lượt người với doanh thu khoảng 3,02 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng lần lượt 19 và 35% so với năm ngoái. Trong khi đó, doanh thu của mảng du lịch quốc tế sẽ tăng 23% lên 20,8 tỷ đô la Mỹ. Các nền kinh tế mới nổi cần chuẩn bị sẵn sàng cho khoảng thời gian khó khăn trước mắt khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed dự kiến sẽ tăng lãi suất lần đầu tiên sau nhiều năm do biến thể Omicron có thể sẽ kéo lùi đà tăng trưởng của kinh tế thế giới. Cảnh báo được Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đưa ra trong bối cảnh biến thể Omicron dù không nguy hiểm bằng người anh em Delta nhưng cũng đang gây ra làn sóng dịch bệnh tại rất nhiều quốc gia. Theo đánh giá của IMF, kinh tế toàn cầu vẫn sẽ dần được phục hồi trong năm nay và năm sau, sau một thời gian dài lao dốc vì đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, nguy cơ đối với tăng trưởng vẫn còn nhiều do dịch bệnh đang bùng phát trở lại. Riêng đối với các nền kinh tế mới nổi, IMF cho rằng các nước cần chuẩn bị sẵn cho kịch bản bị xáo trộn kinh tế và kéo lùi tốc độ tăng trưởng do phải tái áp đặt các biện pháp hạn chế trước sự lây lan của biến thể Omicron. Lạm phát gia tăng và túi nợ công phình to cũng sẽ là những nhân tố tác động mạnh tới các nền kinh tế mới nổi, nhất là khi Fed đã quyết định tăng tốc thắt chặt chính sách tiền tệ từ đầu năm nay. Động thái sẽ dẫn tới việc siết chặt hơn các điều kiện tài chính trên quy mô toàn cầu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tài chính thị trường ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.